Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-sen, vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tôi muốn nói với anh chị em một câu trong tin mừng hôm nay mà Chúa Giêsu bảo là: trong các ngươi ai có quyền thì phải trở thành người phục vụ anh em, phục vụ các ngươi với nhau. Phục vụ đó là điều cần thiết. Phục vụ đòi chúng ta phải hy sinh. Phục vụ đòi bản thân người phục vụ phải ý thức để mình trao ban tình yêu mà mình có thể có để phục vụ, để làm cho cuộc sống xung quanh có ý nghĩa và làm cho chính cuộc sống của mình nhờ việc phục vụ cũng thêm biết bao nhiêu ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng nhạc sĩ Trần Tiến có một bài hát mà có lẽ nhiều người biết lắm, Chị Tôi. Bài Chị Tôi, nhạc sĩ Trần Tiến có lẽ ông viết không phải nói về chị của ông cho bằng. Qua hình ảnh người chị, ông muốn đề cao người phụ nữ Việt Nam. Không phải, tôi thấy là có lẽ không phải thời nay, mà là một thời đã qua, với sự hy sinh, với sự tận tụy, với sự phục vụ. Nhà ở bên bến sông, và trong gia đình đó, người chị với hai đứa em cùng với mẹ già, mặc dù đã có những chàng trai theo đuổi, thế nhưng dù cho mẹ vẫn bảo rằng lấy chồng đi con, thì chị vẫn cho rằng mẹ đã già yếu và hai em còn thơ dại, cho nên chị chưa muốn lấy chồng. Rồi đến một ngày, tất cả các em cũng đều lớn và mẹ đã khuất bóng. Rồi chị lại tiếp tục hy sinh chính mình, chị lại tiếp tục phục vụ cái căn nhà ấy bằng cách lo tương lai cho các em. Ngày các em rời xa bến sông, rời xa căn nhà, chị hẩm hiu đứng buồn ở bên bến sông. Chị chưa có chồng. Nhưng nhiều năm xa vắng, trở về đứng bên mộ của chị, nắm mộ đơn côi bên bến sông, mộ của một người không có chồng. Tác giả kết luận: chị tôi không có chồng. Anh chị em thân mến,
mình tưởng chỉ là bài hát, nhưng nó là cả một sự hy sinh cao quý của con người dành cho nhau, của những người trong một mái nhà dành cho nhau, của sự đầm ấm, của sự đầm thắm mà chúng ta có với nhau. Có còn không? Ngày hôm nay có còn không cái hình ảnh đáng thương ấy, hình ảnh dễ yêu dễ mến ấy, khi người này chăm sóc người kia, người này lo lắng quan tâm cho người kia, trong mái gia đình của anh chị em có còn không? Cho nên tôi mới nói với anh chị em là có lẽ nhạc sĩ Trần Tiến, ông ta viết về những người phụ nữ ca ngợi họ, nhưng đó là một thời chứ không phải hôm nay. Có lẽ một thời chứ cho bằng, không phải thời chúng ta đang sống. Bởi vì ngày nay tôi thấy trong gia đình của anh chị em tranh chấp nhau từng tấc đất, tranh chấp nhau một mảnh vườn, một miếng ngói trong nhà của mình, để đến nỗi anh em quay ra xào xáo lẫn nhau, và cuộc sống trở nên đắng đo, trở nên thù nghịch bởi những người có chung một dòng máu, bởi những người được gọi là ruột. Cho đến nỗi mà thậm chí cha mẹ muốn chia đất, chia đai, muốn chia của cho con, không dám chia bởi không dám tin con mình. Đến một ngày mình phải nhờ nó, phải nương vào nó, thì nó có còn cho mình sống một cách thoải mái không? Đồng tiền bát gạo mình cho nó hết, để đến một ngày, xin lỗi nha, nó đá như đá banh. Thằng anh nó suốt qua cho thằng em, thằng em nó suốt cái quả banh đó là bóng mẹ già cho đứa em, cứ như thế suốt qua suốt lại. Mày nuôi mẹ rồi anh nuôi mẹ, cãi nhau. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay vì đâu mà nên cớ anh chị em? Vì đâu mà lòng tham của con người đến mức tận cùng? Vì đâu mà chúng ta đánh mất ý nghĩa của sự hy sinh, của sự phục vụ, và đánh mất ý nghĩa của tâm thức những người ở bên cạnh nhau sống chị ngã em nâng? Không phải chị ngã em nâng là những chị ở đâu em ở đâu, mà là trong mái ấm. Mái ấm có còn mái ấm không, hay nó đã biến thành mái lạnh từ lâu vì lòng tham của những con người trong cái mái gọi là ấm ấy chả ấm? Tôi đã từng nói chuyện với những cụ già khóc cầm tay tôi và khóc: cha cầu nguyện cho con muốn chết hơn là muốn sống. Sao chúng ta lại đầy ải cha mẹ mình để đến nỗi cha mẹ phải muốn chết? Sao chúng ta lại để cho cái sự dữ xảy ra trong chính mái gia đình của mình, trong chính nội tại của dòng máu mà chúng ta có chung đấy? Vì đâu mà chúng ta lại trở thành những kẻ vô nghì, tham lam, để cho đồng tiền, để cho của cải nó lên ngôi, nó thay mọi thứ tình nghĩa, trong đó có cả tình anh em, tình cha mẹ với con cái, trong đó có cả tình những người thân thuộc và những người chòm xóm ở bên cạnh nhau? Bởi chúng ta dành nhau một cái râm cho nên chòm xóm cũng trở thành kẻ thù của nhau. Bởi chúng ta dành nhau một mảnh vườn cho nên anh em cũng xâu xé nhau. Bởi chúng ta dành nhau mấy chén mấy đũa gì đó ở trong gia đình cho nên thậm chí những người ở bên cạnh nhau tưởng chừng là của nhau lại không còn là của nhau, trở thành còn thua người dưng. Chúng ta là những con người như thế sao? Nếu ở ngoài đời người ta không nhìn biết Chúa, người ta sống như thế đã là đáng trách. Trong khi đó anh em chúng ta
là những người tôn vinh danh Chúa, là những người thờ phượng Chúa, là những người tưởng chừng như mình nhận lãnh tình yêu của Chúa, thì mình lại muốn thâu tóm nào là quyền lực, nào là ảnh hưởng, nào là của cải, nào là sức sống, nào là những thứ mà mình muốn cho bản thân, cho chính cái bản thân của mình. Anh chị em nhớ lại, không chỉ Chúa Giêsu bảo hãy phục vụ nhau, mà trong bài đọc 1 trích trong sách tiên tri Malachi, tiên tri bảo rằng các ngươi không biết là mỗi chúng ta có chung một Chúa, chúng ta có chung một người cha, cha ấy là Chúa của chúng ta. Và tiên tri Malachi trách móc nặng nề, các ngươi đã sai đường, các ngươi đã đi xa đường lối của Thiên Chúa, các ngươi đã đi ra ngoài giáo huấn của Chúa mình. Từ ngàn xưa, lời tiên tri Malachi đã vang vọng, cho tới nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nói với chúng ta về sự hy sinh, về sự phục vụ. Cho nên mỗi lần mà tôi nghe cái bài hát Chị Tôi, sao tôi so sánh với thời đại hôm nay, tôi thấm thía quá. Còn tìm được nữa hình ảnh của những người lặng thầm trong mái gia đình hy sinh cho người khác. Người khác đấy không phải là ai, mà là chính tay, chính chân, chính ruột, chính tim, chính óc, chính thân thể mình. Chúng ta đang bắt đầu bước vào tháng các linh hồn. Mình cầu nguyện cho những người đã qua đời thì đâu phải chỉ là cầu nguyện cho những người đã qua đời rồi hết chuyện. Anh chị em cứ nhìn những nấm mồ nằm im nơi lòng đất, anh chị em cứ nhìn những cái quách ở trong cái tủ ở ngoài đài lòng Chúa thương xót kia. Khi còn sống thì nào là nhà cho rộng, xe cho đẹp, đủ thứ, cuối cùng xác thân tan rã, một nấm mồ, và thậm chí không còn đủ một nấm mồ, chỉ một nấm tro trong cái tủ đó. Đến nay đã có gần 20 bộ hài cốt nhỏ trong cái tủ nhỏ đó mà thôi. Một cái tủ nhỏ như thế chứa gần 20 bộ hài cốt mà vẫn còn rộng thênh thang. Ai muốn tiếp tục nằm thì cứ vô đó. Vậy mà sao chúng ta lại dành chi để rồi cuối cùng không còn một chút nghĩa ân, không còn một chút tình thân nghĩa thiết nào? Chúng ta dành làm chi để cuối cùng chúng ta vi phạm luật Thiên Chúa? Chúng ta dành làm chi mà không hy sinh đủ cho nhau? Đứa em có thể hy sinh cho người anh, người anh có thể một chút nào đó cho đứa em, có mất mát gì đâu. Những người thân của nhau hết ấy mà, máu mủ của nhau hết ấy mà, ruột rà của nhau hết, có ai xa lạ đâu. Và chúng ta sống làm sao để đến nỗi ngày nay cha mẹ không còn tin con cái nổi, sợ rằng mình chia cho nó thì đến tuổi già hẩm hiu lẻ bóng một mình, chả ai chăm, chả ai sóc. Đến nỗi như vậy sao? Cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của những Kitô hữu mà nó mang dáng vóc thua trần thế đến như vậy hay sao? Thánh Vịnh đã từng nói rằng mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao đau khổ. Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Cho nên cứ lắng nghe những lời Chúa nói để chúng ta cảm nhận, để chúng ta sống. Sống làm sao để một ngày anh em ta chết, mọi người xung quanh còn rơi cho một vài giọt nước mắt để tiễn đưa ta. Ta sống làm sao đừng để cho đến ngày ta chết những người xung quanh bảo rằng: ồ,
ông đó, bà đó, anh đó, chị đó có lẽ chết cũng được lắm rồi. Sống mà làm khổ người khác quá thì bây giờ thôi, đến nước này cũng là đường cùng. Chúng ta chọn cách sống nào? Thưa anh chị em, chúng ta chọn cách sống nào thì cũng là chúng ta chọn cách chết ấy. Lắng nghe lại lời Chúa Giêsu một lần nữa: ai có quyền thì hãy phục vụ anh em mình. Không chỉ là quyền hành đâu, mà còn là vật chất, còn là những thứ chúng ta có trong tay, phục vụ nhau. Rồi chúng ta tiếp tục lắng nghe lời giáo huấn trong sách tiên tri Malachi: chúng ta chỉ có một Chúa, có một Cha, người là Chúa của chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ phải nằm xuống, sẽ phải đi về với Ngài. Tất cả chúng ta có muốn nắm chặt giữ từng đồng tiền trong tay mình, rồi cũng sẽ một ngày buông tất cả. Không có gì đâu, chẳng có gì cả. Manh áo mà chúng ta đang mặc đây, đến một ngày người khác có thể chọn cho ta để quàng vào xác ta chiếc áo nào thì ta cũng phải mặc chiếc áo ấy. Đừng tưởng là ta có thì mọi thứ thuộc về ta. Thưa anh chị em, chỗ anh chị em đang ngồi và chỗ tôi đang đứng, nơi đây cũng đã có biết bao nhiêu người đã ngồi, đã đứng. Chúng ta lần lượt thay thế nhau. Bây giờ những người mà đang ngồi trên những chiếc ghế này nhiều năm trước, bây giờ ta nhìn không thấy họ nữa, ta không tìm ra được họ nữa. Và rồi mai kia mốt nọ, thế hệ đi sau mình, họ cũng sẽ tìm chúng ta trên chiếc ghế này, cũng không thể tìm ra ta nữa. Ta đã khuất dạng mãi mãi. Sao chúng ta lại có thái độ mà ở đó quý vật chất hơn tình nghĩa, quý vật chất và đáp trên lề luật của Chúa đến vậy? Cho nên tháng 11 là dịp nhắc nhở chúng ta thân tàn của cái xác thân bụi này, bụi tro này, để chúng ta quay về, để chúng ta nhìn thấy mà biết làm cho mình nên nghĩa thiết với Chúa hơn, nên một cách hết sức tình nghĩa với anh chị em, với những người xung quanh, với những người mà ở đó chúng ta còn có thể gặp được khuôn mặt của họ, ngày nào còn có thể nắm tay được, ngày nào còn có thể gặp mặt được, ngày nào còn có thể nói một lời chào nhau được, thì hãy sống cho tử tế. Để rồi một ngày chưa biết ai sẽ ra đi trước, chưa biết ai sẽ từ giã cõi đời này trước, lúc bấy giờ chúng ta sẽ không còn gì nữa. Muốn nắm tay nhau cũng hết cách, muốn thở một hơi thở cùng nhau cũng không còn cách. Cho nên hãy để cho ơn nghĩa của Chúa, hãy để cho tình yêu của Chúa chiếm lấy mình. Và hãy nhớ, chúng ta tạo cho mình một cơ nghiệp, tạo cho mình một mớ của cải ở trên quê trời, trong lòng thương của Chúa, trong tình yêu cứu độ của Chúa mới là điều chắc chắn, mới là tất cả của đời sống con người, mới là tất cả của những kẻ làm người khôn ngoan. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được, để chúng ta nghe lại giáo huấn hôm nay của lời Chúa: sao các ngươi lại đi xa giáo huấn của ta? Sao các ngươi lại không sống lời ta răn dạy, giới răn của ta các ngươi bỏ? Để chúng ta thấm thía lại cuộc sống của mình hơn, thấm thía lại cách sống của mình hơn, thấm thía lại những gì mà chúng ta đã thể hiện cho nhau trong cuộc đời, để chúng ta có thể nói được với nhau rằng cảm ơn nhau. Cảm ơn nhau vì còn sống bên cạnh nhau, cảm ơn nhau vì mỗi ngày ra vào còn nhìn thấy khuôn mặt nhau, cảm ơn nhau hơn là có bất cứ một cái gì nó trở thành vô nghi, nó trở thành đắng đót trong cuộc sống của chúng ta.
anh chị em đứng. Tôi tin